tiên là bò ba chỉ. Bốn loại nấm kim chi nè, bơ nè, bò ba chỉ này nha, không, và đây là cộng hành để mình quấn bên ngoài cho nó có cái thơm đi, cái vị ngon. Bơ quá ngon, bạn sẽ dính một cục. Bơ thực vật nha các bạn, rất tốt cho sức khỏe. Bây giờ thịt ba chỉ đó các bạn chảy ra xong rồi, các bạn dùng bơ thực vật mình chét một lớp mỏng lên cho nó tăng cái độ béo sau này ha. Đó, chét bơ vô, mình phết bơ vô, mình phết. Cứ như vậy thì các bạn hết bơ cho nó đều vô cái miếng thịt mà chỉ off feel. Sau khi các bạn chét bơ vào, phết bơ vào cái miếng thịt ha. Rồi các bạn sẽ lấy nấm kim chi, các bạn để ngang vào, rồi các bạn cuộn lại, cuộn lại, các bạn thấy không, cuộn nó lại. Khi mà mình cuộn nó lại gì, bắt đầu khi mình nướng đó, là nấm chi nó ra cái nước ngọt. Sau đó các bạn lấy cọng hành nha, các bạn quấn ngang. Không quấn thôi à, có cần đi. Còn hồi mình nướng cái nó ra cái mùi vị. Nó đẹp đẹp nghe nè, rất ngon hay không nghe. Nhìn là mình thấy chảy nước vải rồi đó. Cứ như vậy thì các bạn tiếp tục.
bạn có thấy ngon không nào? Ôi, quá ngon các bạn ơi. Chưa có nướng mà mình thấy ngon rồi đó nha. Không biết các bạn thấy ngon không ạ? Cái nấm kim chi này khi mình nướng nó ra chất ngọt các bạn. Còn bơ này nè, bơ này khi mình nướng này nó sẽ thêm cái béo, cái độ béo kết hợp với cái độ ngọt của bò thì chắc chắn là sẽ rất là ngon. Cái nấm kim chi thì các bạn có thể để nhiều ít tùy chọn ha, ăn nhiều kim chi thì mình để nhiều vô. Để vô miếng bơ. Miếng mỏng quá hay là miếng bây giờ sau khi mình cuộn xong và mình bỏ vô cái mình đưa nó vô cái lò nướng nha các bạn, đưa vô lò nướng mình sắp theo đó. Đây là cái loại mà không có quấn hành bên ngoài, còn bên ngoài nó gì cho nó thích hợp với những nhiều người không thích hành đấy. Đây là ghế út mình nha. Đây là ghế lớn mình nè. Ghế lớn mình cũng này biết làm gì cũng được lắm. Để đi. Chào làm việc mới được. Đây là cái loại mà quấn có hành nha các bạn. Có cọng hành quấn bên ngoài nè. Đó, rất đẹp. Thank you.
Thôi để ghi ghi vòng vòng cái bên đây. Thấy chưa? Ngang ở dưới một cửa. Okay. Rồi, cảm ơn hai đứa con gái yêu. Cảm ơn hai đứa. Sau khi cuộn xong mình chất xong mình sắp vô cái nồi rồi bắt đầu mình đem mình nướng nha các bạn. Mình nướng cái này để thử view view từ từ cái mức độ. Mình có thể nướng bằng than cũng được, nhưng mà bằng than sợ nó dính nó khét nó không có lợi cho sức khỏe. Mình nướng bằng cái này nó hay hơn. Đây là lò nướng điện. Cái cuộn thịt bắt đầu chín nha, đã chín. Bây giờ cùng bé thưởng thức nha. Bé ăn trước. Không phải bé, con lớn rồi. Bé ăn trước. Đâu bé ăn thử coi. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Mình chấm với nước bò nè. Sau khi chín thì nó bị quý lại, nhưng mà chắc là ngon lắm á. Mùi bơ lắm luôn á. Giờ sẽ chấm nè. Đầy nước của bò luôn. Ngon, bò cốt của nó mềm, nấm dai dai rất ngon. Thơm lắm. Tiếp. Bây giờ mình sẽ ăn thử không có cuộn như thế nào, ăn nguyên chất luôn. Chấm. Mềm tan không ạ? Ngon tuyệt vời. Đây, thử tết. Không có con hành để ăn được không? Con hành. Ừ, đâu có ăn được không? Hành. Sao? Có hành ăn khác kia kia không? Khác nó thơm hơn nhiều. Đây làm nó đẹp hơn nè. Một mình con có thể ăn hết cái này không? Có thể nhiều, có thể bự hơn gì á. Tại nó quá ngon. Nấm á, nó dài dài, ngon lắm. Mà nó, mẹ mình mới ăn, mẹ nó là ngón tay, tay nước bở. Nãy giờ mình ăn thử rất là ngon. Bây giờ mình sẽ mời mẹ, mời cha, mời cả nhà vô ăn nha. Bye. Bye các bạn.